Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video clip trước, video clip thứ 82 thì tôi có nói về vấn đề mà sử dụng cái module SIM 900 để gửi tin nhắn đến điện thoại di động từ mạch Arduino. Video clip này sẽ tiếp nối video clip trước và nói về cách nối dây, đặc điểm của cái module này. Thực ra là module này nó là tên nó là module SIM 900A chứ không phải là 900, không, SIM 900A. Đây là một module nhỏ gọn ha. Thì phần này là cái phần cho điều khiển cho cái module SIM, và phần bên đây là dùng để cái khe để đưa cái thẻ SIM vào. Thì chúng ta lấy cái thẻ SIM ha, chúng ta đút vào trong cái khe này ha. Cái phần đít của thẻ SIM nằm đây, để đầu thẻ SIM đây thì đút cho thôi. Cái đầu, tức là phần đầu, tức là cái phần mà nó có cái đường chéo chéo, bạn, phần đường chéo chéo, đường chéo chéo thì ta đút theo chiều này, đẩy vô ha, thì cái đường chéo chéo nằm bên đây ha. Đó là một cái. Về kế tiếp á, thì các bạn thấy đây nó có cái đầu ra này, thì cái đầu ra này là cái cây anten ha, anten. Có thể ở đây nó có cái chỗ này nè, gỡ ra cũng được, nó có cái khớp này nè để gỡ cái anten này ra. Rồi thì ta nói, nó nói gì thì các bạn có thể hiểu rồi đó. Ta lấy tay ta khuỷu lên thôi, do ở đây là một tay cầm cái camera, một tay thì cầm cái này, thành ra là không có thế để mà gỡ cái anten này ra. Về cái nguồn cấp cái nguồn cấp á, thì bản thân của nó là dùng nguồn 3.3V, nhưng nếu mà để dùng được nguồn 5V á, thí dụ như trên đây là dùng nguồn 5V nè, nguồn 5V thì người ta mới để thêm một cái tụ này là tụ 200, tụ này là tụ 2200 microfarad 10V kết hợp với một cái con diode N4007. Khi mà làm như vậy đó thì có thể là sử dụng cho cái nguồn có cái dòng thấp, ví dụ như là từ mạch Arduino chẳng hạn, là cái nguồn có cái dòng thấp ha, dùng được 5V. Còn nếu dùng 3.3V á thì không cần hai cái này ha. Khi mà chúng ta hàn cái tụ á, thì bạn nên chú ý là cái tụ này là tụ phân cực có một bên âm và một bên dương. Thì cái này là cái âm nè, âm thì ta hàn vào chân âm, chân âm là chân này đây, chân GND. Dương thì ta hàn vào chân dương ha, phải hàn đúng chân nha các bạn ha, đừng có hàn sai chân thì không tốt. Và diode ha, diode thì đương nhiên là cái chiều cái màu trắng á là nó nằm ở đây nè, và thì cái dòng điện đi từ đây qua đây chứ nó không đi ngược trở về ha. Bây giờ thì ta nói về cái chân, các cái chân của nó. Xin nói thêm nữa là thực ra thì cái này nó tiêu thụ dòng cũng hơi nhiều, nếu được thì ta nên cấp nguồn riêng cho nó ha, cấp một cái nguồn riêng cho nó. Ví dụ như ta tạo nguồn 5V riêng cho nó. Nhiều khi cái nguồn trong bo Arduino thì ta dùng tụ vô thì mới có thể được ha. Thì nếu tụ tốt nhất là tạo cái nguồn riêng cho nó để nó ổn định hơn ha. Còn nếu dùng nguồn Arduino thì phải có thêm tụ này, làm thế này thì mới được. Về cái chân của nó thì ở đây mình sẽ nói về chân của nó. Ở đây á, nó có tất cả là 7 chân ha, tất cả là 7 chân, nhìn vô nó tất cả là 7 chân. Thì cái diode này là chỉ hàn thêm thôi các bạn. 7 chân. Chân thứ nhất á là chân VCC, là chân dương. Thì ta đọc là ta đọc từ cái chỗ mà nó có cái anten nè các bạn ha. Nó đọc nó có cái anten nè ha. Thì ta đọc là VCC là chân dương, nói với nguồn 5V. Nếu mà không có tụ thì ta phải nói với nguồn
3.3V, 3.3V. Và nếu mà tốt nhất thì ta nên tạo một cái nguồn riêng cho nó, không dùng tạo một cái nguồn riêng cho nó thì nó sẽ độ ổn định nó sẽ cao hơn, vì nó cần cái dòng cao. Thứ hai á, là nguồn một cái chân thứ hai, chân BWR, có nghĩa là power reset, tức là reset lại ha, reset lại. Ở trên đây á, trên bo này á, nó có cái nút reset nằm đây nè ha. Nếu các bạn thấy thì không biết là các bạn thấy cái chữ không, nó có cái chữ put ha, put là cái nút reset nằm đây nè. Bấm lại ha, bấm lại có thể reset lại. Và cái chân SBK viết tắt có chữ speaker, tức là cái loa ha. Thì cái chân thứ hai chân reset nha, chân thứ ba chân speaker là cái loa, tức là cái module sim này nó có khả năng là gọi tới người dùng, và hoặc là người dùng gọi ngược tới nó. Thì nếu mà muốn gọi tới người dùng gọi ngược tới nó, người dùng gọi ngược tới nó thì nó phải có thêm, các bạn phải có thêm cái loa nữa ha, để mà nó nói ra mình mới nghe được ha. Còn cái chân kế tiếp theo thứ tự, chân kế tiếp là cái chân mic, là để dùng nó viết, để micro các bạn, mic tức là cái micro á. Nó có ứng dụng á, là vì có chức năng có thể gọi được nên khi gọi thì tất nhiên là phải có cái micro để người ta nói, đúng không ạ? Thì mới có thể nghe được ha, tức là để giao tiếp gọi thôi. Hai chân này để giao tiếp gọi. Do trong clip của mình á, mình không dùng hai chức năng này, hay nói đúng hơn là hiện nay là mình chưa có nghiên cứu tới hai chức năng này nên mình bỏ trống, mình chỉ dùng cái chức năng tin nhắn thôi. Chân thứ năm á, là chân TX. Thì trong cái mã code mình up lên á, thì chân TX á, nó nói với chân số 3 trên bò Arduino. Đây là chân 0, 1, 2, 3 ha. Cái chân số 2 á, là dùng để nói với chân power reset, không cần cũng được, bỏ chân này cũng được, không thành vấn đề ha. Chân RX thì nói với chân số 4 trên bo Arduino. Và cuối cùng chân CND là nói với nguồn âm. Thì về cái mạch này thì hiện nay mình có bán mạch này, nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái clip này.